này là chanh, bưởi, sầu riêng mất ngàn luôn cả nhà ơi, em không, vẫn chưa có trái. Sầu riêng này hồ nước chứa để tưới nha cả nhà. Đây dưới đây mình trồng bạc hà đó, thấy ở vườn mình cũng sầu riêng đang có nụ rồi, chưa có trái. Mày lên mày thăm mộ nội à? Giờ lúc không hả? Em mẹ con về hả? À, không. Cháu rồi. Miên vườn giờ hết biết rồi. Biết chứ, hôm đi đám nào đó nó gặp mà. Hả? Không, hôm đi đám thì nó có gặp lần rồi mà. Ừ. Nó cưới con Phượng. Đi đi ra đốt nhang mộ đi, ngồi gì. Xong Lan nhiêu tuổi rồi? Lớn rồi. Đó, vườn tưởng đi quê đảm cả nhà. Giờ là sầu riêng đó nha. Rừng này nó chừng có trái là quăng hoài luôn á. Bưởi chanh này kêu chanh gì ta? Chanh núm là cả nhà, chanh không hạt á. Cái này có hạt không? Chanh hôi cũng đồng nha, là trái là nhà đã không chanh á. Vườn nhà cả nhà nó có em mình luôn, của mình chanh dây khác. Đấy, giờ nó tiện cái mình dùng bạc cả nhà. Chữ nước rồi đừng tưới. Tại giờ mình đắp ở dòng mà mình đắp bờ bao cái nhà để cho nước nó cũng vô. Xíu lại để cho cây nó có bông. Trồng cái kỹ thuật mới giờ nó khác, nó chăm sóc cực lắm. Đó, mình phải lột cái gốc vậy nè. Em mình làm cũng không rành. Mình ở Sài Gòn lâu lâu mới về một lần. Đây bông rồi cả nhà thấy không? Nó quá trời bông luôn. Đó, trồng cái ớt cái nhà thấy trái hết hồn không? Đó, cái ớt ngay góc sầu riêng đó. Trồng cái gì cũng tốt cái nhà thấy không? Hà là quá trời luôn, nấu bánh chua, rau rau cắt. Ớt này dầm nước mắm. Ở cái nhà này có cá luôn nghe nha. Đó, mấy cái này cá không? Đồng bẫy đồng đồ mình đặt bắt kiếm cá ăn. Hồi nhỏ mình đây là vậy đó. Đột đặt là chú. Đến đây không đi đâu hả? Nằm giữa vườn hả? Có đợt trái nào chưa chú? Con thấy đợt cái mùa này là thấy ngon đó. Nút ngào luôn cả nhà. Ông không biết mình đâu. Con là chủ nhân của miếng vườn này hồi xưa nè. À, miếng vườn này hồi nhỏ là con cài, con cuốc, con cầm, con làm. Trời mà. Bởi giờ con về con thấy con nhớ lắm, nhớ nhiều cái kỷ niệm ở đây lắm. Hồi nhỏ là trước giải phóng là ông nội ông điền trước là con điền sau, nội cút lớn con cút nhỏ, hai ông cháu rồi khai khẩn miếng vườn này nè. Bưởi cả nhà thấy không cả nhà? Bưởi nè, quá trời luôn. Đây cả nhà thấy không, chưa chín bưởi da xanh nha cả nhà. Này bưởi này mới à, cục tơ này rất là sung, tuyệt vời luôn. Miếng vườn này hồi xưa là mình với ông nội mình nghe cả nhà mới phóng lại là ông cố cho miếng vườn này toàn là bưng biền rồi cỏ lá không à. Ông mình với ông mình khai khẩn mướn người ta làm, bị ông đánh cái bằng ông nghệ cả nhà, nó đánh xương mặt luôn. Rồi rít rắn sao nó dữ lắm, mà cá dữ lắm cả nhà ơi, xưa cá dữ lắm. Cái nước cạn, cái mương nước cạn không có ấy, mình lấy cái hồi xưa đâu có lưỡi câu đâu cả nhà. Mình dùng cái chồng mình luồn cái cọng chỉ mình thả, mình ngồi con chỗ mình giật hồi ăn không hết luôn. Đây nè cả nhà đã không bữa nè, nó thấy không? Trời ơi nó sung ghê luôn cả nhà ơi. Mất dược con cháy quá trời luôn cả nhà. Quá đã luôn.
Ê, này mới trồng, này chưa trái. Ngon lắm cả nhà ơi, giờ mới mê quá cả nhà. Mà lúc trước giờ mình không phải là chủ mà là em mình. Hồi xưa là mình cấy cái phần này của mình nha cả nhà. Ông bà cho mình. Giờ mình có một đứa em con là cô ruột, nó cha mẹ nó mất. Nó không có gì hết á. Nó lập gia đình cái mình thấy vậy mình ký giấy mình cho nó. Đó, giờ thì thuộc quyền của nó cả nhà. Mình thì vô sản. Mình phải đi cày cuốc kiếm ăn nuôi cha mẹ. Rồi kệ nó cả nhà ơi, mình cứ cho được thì cho. Người khác sống hạnh phúc mình thấy vui rồi. Tính mình là vậy đó, có gì cho hết à. Cho hết mọi người, bản thân mình không có gì hết. Mình được trời Phật khỏe mạnh, phù hộ mình khỏe mạnh, gia đình bình yên. Rồi tốt rồi. Không á. Đó, mấy cây dừa cả nhà không? Ở đây là Bến Tre cả nhà. Huyện Cái Bành ha, xã Tân Thủy. Rồi quê hương của mình hồi nhỏ mình sống đây ha. Đi học về là đi bắt cua, rồi bắt còng, rồi bẫy cá, đặt lợp đi câu. Đủ trò hết, mình làm đủ trò hết, cái gì mình cũng biết hết á. Gặp như hồi xưa như vậy là mình quay YouTube này, quay sang quắc cho cả nhà coi là sướng luôn, giống như kênh Dạng Sang Nguyễn vậy nha, bắt đủ thứ bẫy chuột đâu. Mà bây giờ mình sống ở Sài Gòn, mình lớn rồi, mình không còn cơ hội để làm mấy chuyện đó nữa kìa. Là kinh nghiệm thôi. Mấy dịp Tết, mùng 1 Tết mình về viếng mộ ông bà, mình có dịp làm cái vườn cũ của mình. Trong đó mình review cho cả nhà cùng xem. Những vườn rộng lắm cả nhà, 5-6 con đất. Đó, cả nhà thấy không, quá trời luôn. Bên vừa bên kia là thuộc của người ta, không phải của mình. Đó, hồi xưa nhà nội mình ở đây nè. Ở khu vực cái này đây. Bảo đảm rồi nè. Nó lớn tuổi có miếng vườn về hắn cây nhà về cái mình trồng cây vậy nè. Có ngày mình chăm sóc cây, tưới cây, tưới vào phải lắm cả nhà. Hồi xưa xách bằng cái thùng vòi tưới chết cha luôn. Mà bây giờ không có. Hiểu không? Đó. Ở bên hông đó nó có cái con rạch cá gì lắm cả nhà. Miếng lội xuống đó bắt rồi có cá. Thả lưới ăn câu cũng cá gì lắm. Mà giờ hình như cây cối nó rậm rạp, rạch này nó cũng vô cùng vô trong, nó không thông. Chứ giờ dây chuồng không có được vô đây nữa, thành ra nó bít rồi. À lắm cả nhà ơi, con lớn tuổi thì vậy đây, đó bữa nè. Có miếng vườn vậy ha, như già, rồi trồng cây, sống rất là nhẹ cái nhà, rất thân mình. Không có chuyện của ai hết, không có chuyện đùi hết, có nhà cứ chăm sóc cây rồi. Thôi, à, nào thấy không? 50.000 ký mà cả vậy là 2-3 ký rồi. Dạ. Biết rồi con vô. Để con quen chút. Sướng hơn. 10 ly. Bên kia có cây mận mà có trái nè. Có bông. Cái quần đó là của chị Sáu này. Bông bát. Coi vùng quê là như thế nào, hay trồng cây cái kia này là bưởi, bưởi sầu riêng, bưởi sầu riêng bán tiền không nhà hay đúng không, lúc nào luôn. Rồi tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà có vui vẻ, chúc cả nhà Tết canh tí dạng sinh dữ ý, tiền vô tí tỷ nha cả nhà. Rồi tạm biệt vườn bưởi nha cả nhà. Đây là không phải vườn nhà mình mà sớm đất đây là hồi xưa của quá trời sầu riêng, ở đâu cũng sầu riêng bưởi, Bến Tre cả nhà sầu riêng bưởi không. Vườn dữ lắm cả nhà, giống như trên vườn mình ảnh quay toàn sầu riêng bưởi, nước ngàn luôn. Mình thấy ngoài đường không ra ngoài đường, Bến Tre của mình đẹp không? Đây con đường quê cả nhà. Hồi xưa đường này là đường đất nha cả nhà, rất là nhỏ,
bây giờ là bê tông quá hết, nhựa quá hết cả nhà. Hồi xưa ở đây là vườn chuối, vườn dừa, trồng xoài, cây tạp rồi lặn. Bây giờ ta về, bây giờ ta cải thiện hết. Đây có cây măng cục kìa, ở trong có cây măng cục đó. Đủ. Đây là vườn sầu riêng, sầu riêng hút ngàn luôn. Khu vực này là bạn bè mình không à. Hồi xưa con đường này con đường đất nha cả nhà. Mỗi lần trời mưa hồi xưa đi xe đạp thôi, mà nó dính cái bánh xe nó nói chạy một khúc, dắt một khúc là phải dừng lại. Dừng lại lấy cái cây cải đất đó. Rồi chiếu khiên tránh nát cái chợ cách đây 2-3 cây số gì đó đi bộ. Từ đây đi bộ xuống dưới á. Mà đêm nào cũng đi về lội xuống. Rồi lội về gặp trời mưa tao nó có thui đâu có điện như bây giờ đâu. Khổ lắm ngay nhà. Giờ mình vui lắm cả nhà ơi, thôi đó vui đó. Đây cái nhà thấy vườn sầu riêng này hết hồn không? Bánh tre đó cả nhà, mất ngàn luôn, sầu riêng này lớn rồi cả nhà, cái này có thu hoạch rồi đó. Nó đang có bông. Mà nghe nói mấy anh em đây nói là năm nay có nước mặn về cả nhà, hồi xưa không có nước mặn cả nhà. Hồi mình ở đây là không có nước mặn mấy chục năm về trước. Mà giờ lại nước mặn về tới đây. Tại cái vùng mình là vùng biển Cao Thanh. Nó xa biển. Nước nó bây giờ đường phố nó đẹp, đường xá đẹp nha, đường nông thôn nha. Bây giờ đường đất nha xíu à. Tại mưa cái là không có đi dép được nha, đi chân mà chặt lên chặt xuống té ạch ạch mình chụp hết á. Vui lắm. Đêm nào cũng đi, con cô gái đồ mà chợ đó. Tụ tập lại cô vệ cô gái. Tụ tập 57 á. Đi giết đâu có tiền đâu cả nhà. Không có tiền đâu cả nhà, đi toàn là đi vòng vòng ngoài chơi chứ không có vô. Thôi giờ mình về cả nhà.